Nhận được cái deal mà để bán cua được không? Chưa chưa, chỉ có là công ty Hoàng Tiến phân phối độc phân quyền phối. Đấy, hôm bữa là trung thu rồi, thì là cua. Cua công ty Hoàng Tiến là cái gì cũng uy tín là mọi người. À, không có ở Hà Nội bán nhá. Bây giờ mình đang bán cho ở bên ở chị gọi là Thành phố Hồ Chí Minh thôi, bởi vì là yếu tố ship ở xa nữa. Mười suất nữa anh ơi. Mười suất nữa là anh em mình vừa lại chuyển sang coi con cua to à? Không. À, gà. Ui rồi. Ngon đi. Bằng thớt đây, bằng thớt dao thớt. Cái này phải xé. Xé. Cua ấy. Cái càng nó chắc đỉnh thế này mà. Ai rồi? Hôm trước là một con gà, nhưng mà có anh Quý nữa, khó chia thì chặt ra. Bây giờ hai anh em thì một ba cái đùi. Cái này anh ạ? Hai em bằng cái đùi à? Anh ơi, để đâu rồi? Có kéo anh. Dù đang làm mai phải đi làm răng. Đang làm mai phải đi làm răng. Hoàng mai đi điểm răng rồi các bạn nhé. Mình bảo răng em vẫn đẹp thì việc gì phải liêng. Này cái răng anh như thế này anh còn trả liền nữa là đây các bạn thấy không, nhận lấy cho tiền đi điểm răng này dạy không liền, lấy tiền lấy mà tiêu gì không. Còn mới xuống cả mọi người, còn 10 suất nữa thôi, cuối cùng mua cả nhà đây. Cùng mọi người giá là 789k cho combo là 4 con cua, còn combo 6 thì là 689k. Bên em chỉ bán ở Thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhá. Hôm nay công ty Hoàng Tiến là chỉ phân phối bán cua ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi, và là cua thịt. Còn những phiên sau thì bên em sẽ bán cả ở Hà Nội đó, hay là hai địa chỉ là ở Hà Nội với là Sài Gòn. Bánh mọi người cứ chờ em đến nha, bánh cứ chuẩn bị tí nữa, bọn em sẽ lên dần dần. Còn táo ấy thì là tầm đúng 30 phút. Khung giờ là bắt đầu bây giờ là 7 giờ, 7 giờ 30, 8 giờ, 8 giờ 30. Đấy, mọi người cứ vào khung giờ sau 30 phút là mọi người cứ vào sân liên lạc, sân mọi người nhé. Và đặc biệt ngày hôm nay công ty Hoàng Tiến cũng là một đơn vị một buổi live cuối cùng để bán táo. Còn lại là những cái ngày còn lại đấy là để đi ship hàng, đi order để ship hàng cho mọi người đấy. Trong tháng sau là không còn buổi nào bán bánh nữa đúng không? Hết rồi đúng không? Đúng rồi. Ở trên live stream này là hết. Bánh này gần như là hết rồi các bạn nhá. Hết sao không thấy táo mọi người tí nữa mọi người nhá. 7 giờ bọn mình sẽ lên. Nhưng mà bọn mình chỉ trong số hàng thôi. Anh bảo này, cái này trong vào túi trong chỉ còn 5 suất nữa mọi người. 5 suất cuối cùng thôi mọi người. Combo là combo 4. Combo 4 mọi người ạ. Cua này là cua mà khi nhận hàng thì bọn mình mai nhận hàng bằng bán nha. Ok nha bạn Nhật Lệ ơi. Ok nha bạn. Đấy, cua này, đấy, combo 6 này, combo này, combo 4 này. Cua được to lên này. Khi nhận về mọi người. Đây là combo 4 nha, giá là 789k. Giá niêm yết của nó là 1.189.000. Nhưng hôm nay có voucher TikTok cho 400k thì xuống còn là 789k thôi mọi người. Đấy, cua là to nha. Là cua thịt cho mọi người nhá. Và hiện tại thì công ty Hoàng Tiến đang bán là ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Hiện tại là trong livestream này thì bán ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn mà phiên live sau ấy thì anh em sẽ bán ở Hà Nội nữa mọi người. Rồi, hiện tại là chỉ bán ở Thành phố Hồ Chí Minh. Qua mạng đi. Và vừa rồi là tất cả đúng không? Và vừa rồi là cua là ở tất cả các bạn ở cua giao Thành phố Hồ Chí Minh á thì ngày mai có luôn. Mọi người đặt hàng hôm nay thì ngày mai có luôn cho mọi người nhá. Rất là nhanh luôn, giao hàng được hỏa tốc. Rồi, ok. Hôm nay đặt, ngày mai có hàng luôn. Mọi người đặt hàng hôm nay để ngày mai là sẽ có cua ở nhà nhá. Các bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Thiếu một đĩa hoa quả này đúng không? Ừ. Đứng đi. Đúng không? Đặt này mất dạy. Rồi, đấy các bạn nhìn thấy giống gì chưa? Hả? Ngồi xuống tí. Điên rồi. Ngồi thấp xuống tí. Điên anh vào đi. Ngồi đi. Điên rồi. Em ngồi đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Còn đi hoa quả đấy không nhỉ? Mọi người, để biết là cho mọi người ơi, lên 10k thì Linh sẽ tặng anh em mình cái du thuyền. Mấy khi mà Linh ấy, mọi người cứ chia sẻ thả tim mọi người nhá. Mọi người cứ chia sẻ thả tim đi mọi người ơi. Cho anh em mình là cũng như là tất cả mọi người là biết đến rộng rãi trong chương mùa Hoàng Kiến. Giờ này chắc mọi người đang đi làm về đấy. Không, anh bỏ bố rồi, bỏ bố đi. Không làm gì đấy. Đây này, lên nhỉ. Cả bố bố này. Đúng rồi. Một này. Để ra chính giữa này. Đấy. Hay bán hàng online để ra chính giữa này. Đấy. Thấy chưa? Đấy.
đúng rồi, đúng rồi, nghề An á. Và gà, gà ủ muối, gà ủ muối. Giờ Hoàng Điền xếp là xé ra hoặc là Hoàng là xa, là một cân mỗi, một cân hai các mọi người. Các cụ chỉ ăn hương hoa thôi chứ ra một các cụ lên kéo ăn như thế là cứ yên lên thẳng thế nào. Gà ủ muối này là chỉ bán ở khu vực miền Bắc. Miền Bắc, miền Bắc có nghĩa là sẽ từ thành phố Vinh chứ. Thành Vinh hay đâu? Từ Thanh Hóa hết lại à? Thành phố Vinh, từ Nghệ An đến Bắc, đúng ạ. Từ Nghệ An xong là từ Nghệ An đổ hết về phía trước. Đổ từ Nghệ An là đổ Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình đấy là hất về phía Bắc, về phía Bắc nha các bạn nhá. Bởi vì là khi mà bán các cái đồ ăn mà có cái mang tính chất lạnh như thế này, không chất bảo quản thì là sẽ để tránh gọi là ship dài ngày, sợ ship dài ngày là sẽ sợ bị hỏng và đồ ăn nó sẽ không còn ngon nữa. Thế là bên công ty Hoàng Tiến là ngày hôm nay cũng nói chuyện với cả nhãn hàng là chỉ bán ở khu vực Nghệ An hất đổ lên thôi. Hà Tĩnh là không không vào đúng không? Hà Tĩnh là Hà Tĩnh là không vào nhá. Qua cầu Bến Thủy thì là vẫn ship được. Nhưng mà xa quá thì không ship được mọi người. Sẽ ra nhá. Đây này. Đừng tin cái máy của anh, cái máy của anh mua cao lắm. Đây là thử nhá. Người đàn ông. Ui, cái gì đây? Ui, ui, Linh này, Linh này. Ui, thật là, chả ui, cái gì đây? Cái này có nhiều tiền không? Cái này có nhiều tiền không người? Ferrari à? Ferrari. Thì trước khi tặng phải ới anh em một câu chứ kìa. Để con biết điện mà dính. Để con vui mừng một cái. Lại đi, hay lại nhá. Lại nhá. Nào, anh đếm này. Linh ơi. 3 2 1 bắt đầu. Ồ. Chưa thấy gì cả. Khoảng lại tặng đúng cái bông hoa kìa. Đừng đúng đúng mà. Sao cái sao ấy thế? Ô tô cơ mà, phi thuyền cơ mà. Sư tử cơ mà. Sư tử cơ mà. À sư tử tặng rồi thì thôi không lấy đâu. Sư tử lấy làm gì? Sư tử như thế này. Không, kể cả nhiều tiền, anh quan trọng gì về tiền đâu mà. Đã tặng anh sư tử rồi. Bây giờ tặng nữa anh cũng không lấy. Mình nói sư tiền đắt hơn. Ừ. Tặng cái gì mà nó khác khác tí cũng được. À ở Hà Tĩnh không giao cua nha các bạn nhá. Và gà ủ muối này là chỉ giao ở khu vực Nghệ An hất trở về thôi. Hất trở về Nghệ An, Linh Bình hất lên trên. Ghi mấy cái. Ghi mấy cái. Cái gì? Cái bánh. Đây đây đây. Hai anh em hay đuổi anh ạ. Ừ. Đây. Ô, hai đuổi cái này để không rồi anh? Ừ. Hả? Rồi cho bọn em mấy. Bọn em vất vả mà. Ui. Đây còn cái mé đuổi này. Được. Đây. Tí nữa nhá. Tí nữa. Ngoan đi. Vẫn là những cái bát nước chấm mà. Xong cái này đây bát nước chấm. Ua rồi là. Gà hay là cái gì đấy là anh em mình chấm. Đây phía bên trong là của con gà đây các bạn. Đấy cho các bạn nhìn zoom tận nơi luôn. Đấy các bạn nào mà à, giá gà bao nhiêu nhỉ? Giá là ghi lên cho anh đọc được. 299k hôm nay chỉ còn 249k. Được free cho mọi người nhá. 299k và hôm nay trên livestream của Hoàng Tiến chỉ còn có 244k thôi. 49k cả nhà mình nhá. Giảm cho cả nhà tận 30k. Lào Cai có giao không em ơi? Đúng ạ. Có. Gà này là được bắt tại các trại quanh miền Bắc cho mọi người. Quảng Ninh có nhá. Sau đấy là được sơ chế và làm sạch hàng ngày luôn mọi người. Và sản xuất theo quy trình khép kín làm sạch. Gà hiện tại là chỉ có giao ở Nghệ An thôi. Nên mọi người yên tâm ạ. Về chất lượng sản phẩm đầy đủ giấy tờ cho mọi người cho mình có thể kiểm tra mình. Nhưng mà bạn nào mà đang đói thì mình xin lỗi nhá. Xin lỗi các bạn đang đói nhá. Bởi vì là ăn ở đây là cũng là công việc của mình thôi. Chứ mình cũng không phải là muốn ăn đâu, không muốn ăn trước mặt mà mọi người đang đói đâu. Mời cả nhà mình nhá. Bên mình là chỉ giao ở từ Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình cũng như là ở tỉnh phía Bắc thôi mọi người ạ. Còn Hà Tĩnh thì qua cầu Bến Thủy. Còn trở về ấy thì xa quá thì sợ chất lượng đi đơn nó không được tốt đấy mọi người. Bởi vì là
mùa hè này nắng. Nên là sản phẩm bên này bên mình là cũng không có chất lượng quả. Đấy nên là vì sản phẩm không tốt đây. Nên khách hàng là không được chuẩn, nên là bên mình chỉ chắc chắn nhất là từ Nghệ An. Hà Nội có nhá. Của Hút Chân Không luôn.